Một bài viết do hãng tin Reuters đăng tải mới đây cho hay công ty Foxconn ở Việt Nam được đề nghị giảm tự nguyện 30% mức sử dụng điện tại các nhà máy lắp ráp của hãng ở miền Bắc. Theo các nguồn tin không nêu tên của Reuters, yêu cầu về các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã được gửi tới một số nhà sản xuất, trong đó có Foxconn. Lý do là để phòng ngừa và nhằm tránh lặp lại tình trạng giống như mùa hè năm ngoái, khi mà tình trạng thiếu điện dẫn đến thiệt hại về sản lượng hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nguồn tin cho biết đề nghị đối với Foxconn là sự khuyến khích, không phải là yêu cầu và chưa có bất kỳ tác động nào đến hoạt động sản xuất. Reuters cho biết nguồn tin không cung cấp thông tin ai là người đưa ra đề nghị nói trên. Foxconn nhận được đề nghị khi nào và việc tự nguyện giảm mức sử dụng điện kéo dài trong bao lâu. Trong thông báo mới phát đi theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, vừa qua có một số thông tin cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện. EVN khẳng định đây là thông tin không chính xác. Bộ Công Thương cũng ra công điện chỉ đạo về việc này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thực hiện các giải pháp đồng bộ hiệu quả. Vì vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, việc cung ứng điện đã được đảm bảo tốt. EVN không có kế hoạch và không thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì hội nghị phổ biến tuyên truyền triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với hơn 60 điểm cầu trực tuyến. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó có một số nội dung đổi mới quan trọng như bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất, quy định cụ thể việc giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất sạch do nhà nước tạo lập hoặc giao đất cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhận định quá trình quản lý sử dụng đất đai của địa phương còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Luật đất đai năm 2024 với nhiều quy định mới sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc bất cập này, tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thông tin từ Tổng cục Thống kê mới đây cho biết, tính đến hết ngày 20 tháng 4, kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực đứng vị trí thứ hai trong thu hút dòng vốn FDI với hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, vốn FDI đổ vào lĩnh vực này đã tăng hơn 4 lần. Cũng theo báo cáo này, giá trị vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm nay cũng ước đạt gần 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 607,6 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Lào Cai có đặc thù địa hình miền núi hiểm trở và dân cư phân bổ rải rác, nên hầu hết các điểm trường tiểu học đều có số học sinh ít, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nhiều điểm trường lẻ cách trường trung tâm hàng chục km, đường đi trắc trở, nhưng lại không có được chế độ hỗ trợ về bữa ăn bán trú, nên việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh tại các điểm trường này gặp không ít khó khăn. Cuối giờ học buổi sáng, hai chị em Sáu vội vàng về nhà để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm từ sáng đến tối muộn, nên bữa trưa hai chị em phải tự lo liệu. Vì không được chế độ hỗ trợ nên bữa ăn cũng chỉ qua loa cơm trắng với muối hạt để kịp đến trường cho tiết học buổi chiều. Cháu ăn cơm cháu không có gì để ăn, cháu mới tên thịt và mì tôm. Một số học sinh ở xa điểm trường, gia đình sẽ chuẩn bị cơm từ sáng sớm để các em mang đi. Thường học sinh chỉ có cơm không, nhiều thầy cô tự bỏ tiền lương mua thêm mì tôm, nấu thêm cho các em ăn. Điểm trường nào may mắn nhận được hỗ trợ từ một số nhà hảo tâm thì bữa ăn của các em có thêm miếng thịt. Thế nhưng ăn bữa nay thì lại lo bữa mai. Nó không phải là cái hỗ trợ của nhà nước thì tôi cũng rất là lo lắng. Vì đây là cái dự án này không biết là nó có kéo dài hay không. Hiện nay chính sách của nhà nước mới chỉ hỗ trợ bữa ăn cho học sinh bán trú, các cấp học thuộc xã khu vực 2 và khu vực 3. Trong khi hầu hết các điểm trường nằm trên địa bàn xa xôi và còn nhiều khó khăn thì lại chưa nhận được sự hỗ trợ này. Số lượng học sinh ở điểm trường như ở tỉnh Lào Cai này là số lượng lớn, tức là xấp xỉ 14.000. Trước mắt ấy thì chưa thể có cái chính sách hỗ trợ cho học sinh. Ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp thu ý kiến từ cơ sở để có những cái tham mưu cho tỉnh và cho trung ương để nghiên cứu có những cái chính sách hỗ trợ cho học sinh nó có
hiệu quả hơn trong cái giai đoạn tới. Giữa lưng chừng mây núi, thầy và trò tại các điểm trường đang nỗ lực, cố gắng để việc học không bị gián đoạn. Thêm một bữa cơm có thịt sẽ giúp các em có thêm sức khỏe và động lực vượt qua khó khăn của vùng cao. Trong chuỗi sự kiện năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024 với chủ đề chung sống hài hòa với thiên nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam vừa khai trương bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước tại thành phố Tam Kỳ. Việc đưa bảo tàng vào hoạt động nhằm kết nối với các tổ chức nhà khoa học để phát triển phong phú thêm về các mẫu vật cho bảo tàng, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ người dân trong việc bảo tồn và giữ gìn đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Nam. Bảo tàng lưu giữ 3.700 bức ảnh, 1.200 mẫu tiêu bản động thực vật bậc cao, các loài chim thú, bò sát, lưỡng cư, côn trùng, cá và động vật đáy, bộ dữ liệu, bản đồ số và các báo cáo khoa học. Khu vực này cũng tiếp nhận tiêu bản đồi mồi, bộ xương con vọc, trà vá, chân xám để giới thiệu cho khách tham quan. Bảo tàng với mong muốn mở cửa là sẽ là nơi mà giới thiệu các giá trị về tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời bên cạnh đấy cũng là giới thiệu và lan tỏa những cái nỗ lực, những cái hành động đẹp về bảo vệ đa dạng sinh học của các cấp của cộng đồng trong quá trình mà chung tay bảo vệ đa dạng sinh học. Vừa qua con rất bận trong việc học tập và hôm nay con được bố dẫn đến bảo tàng. Ở đây có rất nhiều động vật đáng yêu. Nói lên sau này con sẽ không làm gì để hại các động vật như thế này. Đi gần 100 cây số, hơn 30 học sinh được thầy cô giáo dẫn từ huyện Nam Trà My xuống bảo tàng tham quan với mong muốn các em hiểu được sự đa dạng sinh học của tỉnh nhà, qua đó có những hành động đẹp, không làm tổn thương môi trường sinh thái. Các em học sinh đến với viện bảo tàng đa dạng sinh học thì nhằm là giới thiệu cho các em về cái hệ đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam, ở địa phương mình, đặc biệt là Nam Trà My là chủ yếu, để các em biết được là hệ sinh thái ở địa phương mình. Từ đó là nhằm tuyên truyền cho các em về nhận thức để bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm, tạo ra sân chơi để các em học tập. Ngày hôm nay là con rất vui khi được mà thầy cô giáo là dẫn tới đây tham quan. Là khi ở đây là con được chiêm ngưỡng rất là nhiều loài động thực vật ở tỉnh của mình và con được học thêm rất nhiều bài học về các hệ sinh thái, rồi tập tính và các ứng của sinh vật của chúng. Ngoài trưng bày, bảo tàng cũng đang hợp tác chia sẻ chuyên môn với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên Hải Miền Trung, Trung tâm Green Việt.